Chiều nay vừa bị à anh hay là sáng rồi? Thank you.
Anh nhà đâu anh? À đây luôn á. Ờ à. Không thấy ai. À, nó bảo là chỉ có Liên đấy thôi. Vâng. Chỉ có Liên.
Tuyến trắng á. Nhưng mà cái kia là phải xuất trình chưa anh? Cái kia là phải xuất trình chưa? Cái giấy kia là, nhưng mà nó có phải xuất trình, thường là xuất trình công chứng nơi là nó sẽ có màu hồng. Vâng. Nó phải là màu hồng hay sao ấy. Vâng. À, nhưng mà bây giờ anh lại không có giấy tờ giải gì ở trên người nữa, cả chứng minh, cả giấy phép lái xe là không, cảnh sát lấy hết rồi. Vâng, thế em anh gửi. Kẹt rồi nhờ. Kẹt rồi. Kẹt rồi, có một bánh kẹt rồi. Nhưng mà nó quay. Bị bó kiểu gì rồi nhờ. Đang bó phanh.